Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về hai cảnh đặc biệt trong tập season 24. Vậy là sau một tuần kể từ tập 74, Đa Phúc Bom đã đăng tải một tập bao gồm từ tập 72 phần 1 cho hết tập 74. Đã không có những cảnh như chúng ta mong đợi, như việc Titan Cameraman còn sống hay là đã chết, và phe liên minh sẽ làm gì với sự xuất hiện của những con người này. Nhưng Đa Phúc Bom cũng đã tiết lộ cho chúng ta hai cảnh quay vô cùng đặc biệt. Lucky Cameraman đã được đưa về căn cứ, nhưng anh ấy không phải là được đưa về để chữa trị, mà có vẻ như anh ta đã bị bắt, và tại sao họ lại làm như vậy? Và chúng ta cũng được tiết lộ một cảnh quay sau khi Z-Man đã dùng phản lực bỏ chạy. Titan TV Man đã đuổi kịp, và cuộc trò chuyện ngắn ngủi này sẽ giúp chúng ta biết được những giả thuyết mà mình đã đề cập trong video trước là hoàn toàn có căn cứ nhờ các bạn. Vậy đó là giả thuyết gì? Và có thêm cảnh hài ước trong đoạn video này, bạn có phát hiện ra đó là cảnh nào không? Và diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ đi về đâu? Tất cả câu trả lời sẽ được mình giải mã trong video này. Chính vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh cho mình nhá. Bởi vì còn một tí tẹo nữa thôi là mình đạt được 50k sắp rồi. Đó sẽ là động lực vô cùng lớn để mình ra video với tốc độ nhanh hơn nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu video, chúng ta sẽ đi đến với cảnh đặc biệt đầu tiên sau khi kết thúc tập 72. Chúng ta thấy khung cảnh tại một căn phòng nào đó của tổng Cameraman và một bác sĩ Cameraman đang chữa trị cho ai đó. Hóa ra người được chữa trị là Lucky Camera các bạn ạ. Sau khi anh ấy đã được đồng đội cứu về ở tập trước. Nhưng khi Lucky Cameraman tỉnh dậy, phía ngoài của căn phòng chúng ta quan sát thấy Cameraman đang đội chiếc mũ cũng đi đến. Mình sẽ gọi thanh niên này là thám tử Cameraman nha các bạn. Anh ta đang đi với tốc độ rất nhanh và nhìn chăm chăm vào Lucky Cameraman, có vẻ như anh ta đang khá là bực tức. Lúc này sau khi được chữa trị, Lucky Cameraman vẫn giơ tay biểu cảm với mọi người giống như một lời cảm ơn vậy. Và ngay cả các đồng đội trong căn phòng này cũng làm hành động tương tự. Vậy là chắc chắn họ không biết chuyện gì sắp xảy ra với Lucky Cameraman đâu. Giờ đây anh ấy bắt đầu tiến ra cửa thì ba chàng trai Cameraman đã đứng đầy đợi sẵn. Thám tử Cameraman có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó, thấy Lucky Cameraman xuất hiện. Xin lỗi, anh đã bị bắt. Tất cả những lời anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Vì vậy, hiện tại anh có thể im lặng và đi theo chúng tôi. Cái gì thế hả Boom Game? Mày đang đóng phim cảnh sát hình sự đấy à? Thôi chết anh ơi, em xem phim cảnh sát quá 180 phút nên bị nhiễm lời thoại ngã. Vậy là chúng ta thấy có vẻ như thám tử Cameraman và những người lãnh đạo khác đã phát hiện ra điều gì đó về Lucky Camera. Bởi vậy họ đã cử người đến bắt anh ấy. Có cả một người cầm súng mang theo cơ mà. Lucky Camera giờ đây bị đeo một chiếc còng số 8. Chiếc còng này khá là xịn sò, đã có dây xích sắt để giữ rồi. Vậy mà còn có cả một luồng điện để giữ lại nữa. Sau khi bị dẫn đi, Lucky Cameraman có vẻ như khá tức giận vì điều này. Bởi vì chúng ta thấy nắm đấm của anh ta đang rung lên thể hiện sự bực tức. Vậy là sẽ có những thắc mắc xuất hiện trong đầu chúng ta. Tại sao Lucky Cameraman lại bị bắt? Anh ta đã làm điều gì sai ư? Trong khi đó, anh ta đã giúp phe liên minh dẫn đường và mở các cánh cửa trong căn cứ lũ sở kim đi cơ mà. Nhưng xin thưa với tất cả các bạn, cũng chính những hành động đó đã khiến cho những người lãnh đạo của tộc Cameraman nghi ngờ. Tại sao Lucky Camera có thể biết rõ lối đi và cách mở các cánh cửa đến như vậy? Bởi vì họ đâu biết đến sự tồn tại của đặc vụ Đa Phúc Bom. Chính vì thế, có lẽ họ cho rằng rất có thể Lucky Camera cũng là lội giãn của lũ Skibidi. Và họ cần phải điều tra làm rõ. Theo mình nghĩ, đó là lý do thám tử Cameraman bắt Lucky Cameraman để về tra hỏi. Và liệu rằng anh ta có khai ra người đứng sau là đặc vụ hay không? Hay đây lại là kế hoạch của đặc vụ Đa Phúc Bom? Bởi vì nếu như các bạn còn nhớ trong cảnh bí mật mùa 23, sau khi anh ta trở về vị trí ban đầu anh ta bị thương, đặc vụ đã nói với anh ta rằng, hãy thực hiện kế hoạch đi, tôi tin bạn sẽ làm được. Nhưng kế hoạch này vẫn sẽ là bí ẩn với chúng ta các bạn ạ. Giờ thì tiếp tục sẽ đến với cảnh bí mật thứ hai nhé. Tại một địa điểm nào đó sau khi kết thúc cuộc chiến, các cameraman đang đến đây để làm việc. Tấm bảng xanh phía sau lại có dòng chữ Trung tâm nghiên cứu kỹ sư của đồi Alpha. Tại khung cảnh này, nếu xem kỹ sẽ vô cùng hài hước các bạn ạ. Mấy thanh niên cameraman này chả hiểu đến đây có giúp được gì không mà lại còn tự sướng chụp ảnh để khoe Facebook luôn các bạn ạ. Nếu như các bạn quan sát kỹ, anh chàng cameraman này thì đang cầm máy ảnh chụp.
Còn người này thì đang cầm đầu con Skibidi để khoe chiến tích rằng tôi đã lập công giết nó đó. Và đặc biệt là trông cái ông đứng ngay gần này, tay thì đặt ở phía sau gáy, mặt thì ngẩng lên cao và nhìn về phía xa, mông thì lại hơi cong cong, đúng kiểu tạo dáng chụp ảnh nghệ thuật luôn ạ. Trông mà không thể nào đỡ được luôn. Giờ đây khi đang vui vẻ chụp ảnh, bất ngờ G-Man cũng đã chạy qua đây, và Titan TV Man cũng đã đuổi kịp đến nơi. Giờ thì mình sẽ lồng tiếng nhanh đoạn hội thoại giữa hai nhân vật này, để cho các bạn nhớ họ đã nói những gì nhé. Mày không thể chạy trốn mãi được đâu. Hãy cho tao một cơ hội đi. Sau tất cả những gì mày đã làm hay sao? Chỉ một lần duy nhất thôi, đi mà. Không bao giờ. Đồ hèn nhát. Vậy là nghe những lời hội thoại này, chúng ta nhận ra một điều rằng có vẻ như G-Man đã biết hối lỗi, và anh ta biết được bọn Astro giờ này đã đến, và anh ta cũng hiểu rõ sức mạnh của chúng. Đơn giản bởi vì G-Man chính là thủ lĩnh trước đây của bọn Astro. Các bạn hãy tập trung nghe kỹ đoạn phân tích này nhé. Astro giờ đây muốn giết G-Man, chúng lại còn muốn tiêu diệt cả phe liên minh nữa. Và một điều đặc biệt trong phần mô tả của tập 74, Đa Phúc Bom đã viết: hạm đội Astro xâm chiếm trái đất. Vậy là mình đã hiểu ra rất nhiều bí mật ở đây rồi các bạn ạ. Theo như lời của Đa Phúc Bom, bọn Astro này xâm chiếm trái đất thì đồng nghĩa với việc lũ Astro này không thuộc hành tinh trái đất của chúng ta. Bọn chúng là những người của hành tinh khác ngoài vũ trụ. Điều này cũng giải thích cho việc khi nhìn vào bức ảnh của G-Man thời còn là thủ lĩnh, chúng ta thấy những căn nhà trong bức ảnh này nó rất đặc biệt. Nó không giống với những căn nhà ở trái đất của chúng ta, bởi vì nó có những cột anten ở trên lóc tòa nhà, làm cho mình có cảm giác hành tinh này của bọn Astro hiện đại hơn ở trái đất. Nhưng tạm thời hãy gác lại chuyện đó, có thể mình sẽ phân tích nó ở một video khác. Và điều quan trọng bây giờ là bọn Astro muốn tiêu diệt cả hai phe liên minh và G-Man. Chính vì vậy, G-Man giờ đây đã có một lời đề nghị, cho hắn ta một cơ hội, bởi vì hắn ta biết nếu như vẫn tiếp tục cuộc chiến với phe liên minh, thí nghiệm trong các container của hắn lại chưa được hoàn thành, G-Man sẽ chết và phe liên minh cũng sẽ bị thất bại, và trái đất sẽ là của bọn Astro. Như những gì Đa Phúc Bom đã nói, cục diện cuộc chiến này sẽ thay đổi với việc tiến sĩ tộc TV Man yêu cầu Titan TV Man bắt sống G-Man mang về, thì chắc chắn 100% rằng G-Man và phe liên minh sẽ hợp tác với nhau. Cuộc chiến này sẽ chính thức trở thành liên minh bảo vệ trái đất. Quá là tuyệt vời đúng không các bạn? Vậy thì mình sẽ rất hào hứng chờ đợi những vũ khí mới, những công nghệ mới của bọn Astro. Bởi vì nếu là người ngoài hành tinh, lúc nào chúng ta cũng thấy chúng có những vũ khí ngoài sức tưởng tượng. Và series Skibidi này càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Còn các bạn phát hiện ra điều gì? Hãy nhớ comment để cho mình và mọi người biết với nhá. Và bây giờ sẽ là chuyên mục lên sóng TV nha các bạn yêu. Đầu tiên mình xin cảm ơn một số bạn đã gửi những hình vẽ vô cùng tuyệt vời dành tặng cho Boom Game ở trên Discord nhá. Bởi vì có quá nhiều hình ảnh nên mình sẽ đưa dần ở các video sau nữa nhá. Đó là bạn Phương Ngao vẽ hình tặng mình khi sinh nhật. Cảm ơn cả bạn Balloonerman nữa nhá. Và cả bức ảnh của bạn Mr. Red nữa, quá là đẹp đi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp theo mình xin được cảm ơn bạn Hoàng Minh Nguyễn 1236. Chúc anh có nhiều sức khỏe làm video. Trời ơi sao lại là chúc lại ạ. Cảm ơn King Game Minh VN. Cảm ơn bạn DG729 và cả bạn Huy Ngô nữa nhá. Tiếp tục cảm ơn bạn Văn Hồng Long 182 và cả bạn Phan Sido gì nữa nè. Cảm ơn Quốc Khánh và cả Zedo Lenzer. Cảm ơn Speaker Titan V2 và cả bạn Dinner Bonner 3333. Thêm một bạn nào đó tên tiếng Anh mà mình không biết đọc là gì cả đã bình luận vô cùng nhiệt tình. Và còn rất nhiều bạn mà mình vẫn chưa thể đọc tên hết trong video này được. Các bạn hãy tiếp tục nhiệt tình bình luận để mình nhớ và mình đưa các bạn lên các video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.